Trận đấu giữa MU và Liverpool ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh đã bị hoãn vô thời hạn sau khi xảy ra cuộc biểu tình với hàng trăm cổ động viên tràn vào sân Old Trafford để phản đối nhà Glazer. Đã 16 năm, gia đình nhà Glazer kiểm soát MU kể từ sau khi tỷ phú Malcolm Glazer mua lại câu lạc bộ này vào năm 2005 với giá 800 triệu bảng. 16 năm MU bị biến thành công cụ làm tiền của các ông chủ Mỹ. Ngay từ khi nhà Glazer mới mua MU, fan quỷ đỏ đã phản đối quyết liệt vì họ nhìn thấy trước ý đồ của các doanh nhân người Mỹ là chỉ muốn dùng câu lạc bộ làm công cụ kiếm tiền chứ không phải mua MU vì yêu đội bóng này và muốn đầu tư cho nó. Để có tiền mua MU, nhà Glazer đã vay hơn 500 triệu bảng với lãi suất cao từ ngân hàng JP Morgan. Hai thập kỷ sắp qua, kể từ ngày MU thuộc quyền sở hữu của gia đình Glazers, câu lạc bộ mà cụ thể là các fan của quỷ đỏ vẫn phải è lưng gánh nợ. Còn gia đình Glazer đã bỏ túi hơn 1 tỷ bảng từ tiền bán cổ phiếu. MU phát hành cổ phiếu trên thị trường chuyển nhượng New York từ năm 2012. Lãi cổ tức từ cái gọi là chi phí quản lý mà họ sáng tác ra để rút tiền của MU. Đã không biết bao lần fan MU phản đối và đòi các ông chủ người Mỹ của họ biến khỏi Old Trafford, bởi họ cho rằng gia đình Glazer không mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp và tích cực cho câu lạc bộ này. 5 năm sau khi gia đình Glazer sở hữu MU, lãi suất tích lũy từ khoản vay PIK 236 triệu bảng đã lên tới 16,25%. Chỉ riêng mùa 2009-2010, MU đã phải trả lãi vay là 67 triệu bảng và tất nhiên không có chuyện gia đình Glazer bỏ tiền túi ra để thanh toán cho những khoản tiền kiểu này. Năm 2015, MU thông báo bắt đầu trả lãi cổ tức cho các cổ đông hàng năm. Và 6 anh em Glazer bỏ túi khoảng 100 triệu bảng tiền lãi cổ tức từ đó đến nay. Trong tài khoá gần nhất, tính tới 30 tháng 6 năm 2020, doanh thu của MU giảm 118 triệu bảng. MU lỗ 23 triệu bảng vì phải trả lãi cổ tức cho các cổ đông, trong đó có anh em Glazers. Nếu không phải chi tiền cho anh em Glazer bỏ túi riêng thì họ đã hòa vốn. Trong những năm đầu khi nhà Glazer sở hữu MU, Sir Alex đã giúp họ thành công rực rỡ trên sân cỏ với các khoản đầu tư khôn ngoan. Nhưng sau khi ông nghỉ hưu, gia đình Glazer chọn Ed Woodward, một quản lý đến từ JP Morgan, thay thế và chính quyết định này khiến MU lụn bại. Họ vừa phải trả những khoản tiền công lớn cho Ed Woodward, vừa phải gánh những khoản vay PIK với lãi suất cao. Sự bất mãn của các fan quỷ đỏ lên đến cao trào cách nay mấy tuần khi Ed Woodward xác nhận MU gia nhập Super League. Họ phản đối gay gắt, buộc kế hoạch gia nhập Super League của MU phải giải tán. Còn MU thông báo Ed Woodward sẽ ra đi vào cuối mùa này. Nhưng gia đình Glazer vẫn sở hữu MU, vẫn tiếp tục biến MU thành công cụ kiếm tiền để chia chác và bỏ túi riêng khi những khoản nợ của câu lạc bộ vẫn còn nguyên. Gia đình Glazer thì vẫn cứ ung dung chia chác các khoản tiền được bòn rút từ chính câu lạc bộ mà họ sử dụng như công cụ kinh doanh. Còn đội bóng đi về đâu thì họ gần như mặc kệ. Các fan càng lúc càng phẫn nộ sau khi biểu tình phản đối vụ MU gia nhập Super League khiến kế hoạch này sụp đổ. Họ lại tràn vào sân Old Trafford đòi tống cổ các ông chủ người Mỹ, khiến trận MU Liverpool buộc phải hoãn.